Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, tờ Politico dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ khu vực gần Kharkov. Điều này được cho là sẽ giúp Ukraine bảo vệ thành phố lớn thứ hai của nước này. Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ gần đây đã chỉ đạo nhóm của ông đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkov để Kiev có thể đáp trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Người này cũng nói thêm rằng Mỹ vẫn chưa thay đổi quan điểm cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ban đầu, Washington cho rằng việc Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga sẽ kéo Mỹ can dự trực tiếp hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, những bước tiến của Nga trên chiến trường, đặc biệt là cuộc tấn công vào Kharkov gần đây, đã khiến Tổng thống Mỹ phải thay đổi quyết định. Nhà Trắng, Đại sứ quán Nga tại Washington, Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Hôm 29 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người ủng hộ việc dỡ bỏ hạn chế đối với Ukraine, là quan chức Mỹ đầu tiên tuyên bố rằng Tổng thống Biden có thể thay đổi quan điểm và cho phép các cuộc tấn công như vậy. Ông cho biết, chính sách của Mỹ đối với Ukraine sẽ có sự điều chỉnh khi cần thiết. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cũng không loại trừ khả năng có sự thay đổi. Bình luận của các quan chức Mỹ đưa ra sau khi các đồng minh hàng đầu, trong đó có Anh và Pháp, nói rằng Ukraine nên được phép tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ cũng ủng hộ động thái này. Những quan chức quân sự hàng đầu nói rằng việc nới lỏng hạn chế sẽ có giá trị quân sự đối với Ukraine. Trong khi đó, một số quan chức bày tỏ lo ngại khi Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái, đã nhắm vào các mục tiêu quân sự không liên quan đến cuộc xung đột. Mỹ lâu nay cũng nhấn mạnh rằng Kiev chỉ được sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công trực tiếp vào các địa điểm quân sự của Nga có liên quan đến cuộc xung đột hiện tại, chứ không phải cơ sở hạ tầng dân sự. Nhiều nước phương Tây đã đồng tình cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí bằng vũ khí của phương Tây. Không những vậy, các nước này còn gây sức ép để Mỹ chấp nhận cho Ukraine thực hiện điều đó bằng vũ khí của Mỹ. Đây sẽ là bước ngoặt lớn cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phương Tây hiện đang gây sức ép với Mỹ, cụ thể là Tổng thống Biden, về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Biden đang thận trọng cân nhắc khả năng này với sức ép từ hai hướng. Một mặt, ông muốn giúp đỡ Ukraine không thua trước Nga. Mặt khác, ông không muốn Mỹ và các đồng minh rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với đối thủ có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ này. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Biden đang xích gần lại quyết định mang tính bước ngoặt, đó là không cấm Ukraine dùng vũ khí Mỹ để bắn vào lãnh thổ Nga. Các đồng minh phương Tây của Mỹ đã gây nhiều áp lực lên Tổng thống Biden. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tuần trước nói với tờ Economist rằng chỉ có thể ngăn chặn được việc Ukraine để mất lãnh thổ gần Kharkov nếu như Ukraine được tự do tấn công thẳng vào các vị trí pháo binh và bệ phóng tên lửa cũng như chốt chỉ huy bên trong lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg nói, khước từ Ukraine khả năng dùng những vũ khí này để chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga là điều gây khó cho họ trong việc tự vệ. Cả Anh và Pháp đều có những phát ngôn tương tự như đương kim Tổng thư ký NATO. Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố cho phép phía Ukraine sử dụng các vũ khí của Pháp gửi cho họ, bao gồm cả tên lửa tầm xa, để tấn công các căn cứ bên trong nước Nga khi các căn cứ đó tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông chỉ nhấn mạnh là không được tấn công vào các mục tiêu dân sự hoặc những mục tiêu quân sự khác không liên quan. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nói rằng Ukraine được phép tự vệ, chừng nào nước này còn tôn trọng các điều kiện do các nước viện trợ vũ khí cho họ đưa ra, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế. Các lằn ranh đỏ trước đây do giới lãnh đạo phương Tây đưa ra trong việc hỗ trợ Ukraine thì nay đều đã bị chính phương Tây vượt qua, bao gồm việc cung cấp xe tăng, đồng ý vào đầu năm 2023, và máy bay tiêm kích F-16, đồng ý vào mùa hè năm 2023. Theo website của Bộ Ngoại giao Pháp, nước này đã cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa hành trình SCAP. Trung tâm nghiên cứu CSIS cho biết tên lửa này có tầm bắn lên tới 155 km, mang được đầu đạn nổ xuyên mảnh nặng 400 kg. Ngoài ra, Pháp còn cung cấp cho Ukraine một loạt vũ khí khác, bao gồm lựu pháo tự hành Caesar. Về phần mình,
Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine không thể sử dụng vũ khí tầm xa nếu thiếu sự ủng hộ đáng kể từ phía NATO và sự tham gia như thế của NATO có thể kích hoạt một cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng các nước châu Âu cần tính đến thực tế, họ là những nước có diện tích nhỏ và mật độ dân cư lớn, ám chỉ đòn trả đũa của Nga và các nước này sẽ có tác động rất thảm khốc. Trên thực tế, sau nhiều tháng nhận những lời phàn nàn từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nhà Trắng đã chính thức bắt đầu một cách nhanh chóng quá trình đánh giá lại khả năng mạo hiểm cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga. Nếu Mỹ phê chuẩn cho Ukraine khai hỏa vũ khí của Mỹ vào Nga, Kyiv sẽ có điều kiện để phản kích lại các vị trí pháo và tên lửa hiện nằm tương đối an toàn bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken khi tới thăm Moldova vào ngày 29 tháng 5 tuyên bố công khai để ngỏ khả năng chính quyền ông Biden sẽ thích ứng và điều chỉnh quan điểm về việc tấn công vào bên trong nước Nga bằng vũ khí của Mỹ. Ông nói sự thay đổi này sẽ dựa trên tình hình chiến trường Ukraine đã thay đổi. Đây là lời kêu gọi mới nhất trong nội bộ chính quyền Tổng thống Biden quanh nội dung thay đổi chính sách về vấn đề Ukraine sử dụng vũ khí trong cuộc xung đột với Nga. Trở về từ Kyiv trước đó, Ngoại trưởng Blinken báo cáo với Tổng thống Biden rằng Ukraine có thể không giữ được lãnh thổ giữa Kharkov và biên giới Nga trừ khi ông Biden đảo ngược chính sách của mình. Các trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Biden đang xúc tiến một quá trình khẩn trương nhằm đưa ra khuyến nghị chính thức với ông. Họ ý thức được rằng động lực trong cuộc xung đột quân sự đang nghiêng về phía Nga. Một số cố vấn của ông Biden tin rằng việc ông Biden đảo ngược quan điểm của mình là điều tất yếu. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ thực sự thay đổi quan điểm về vấn đề này, khả năng cao ông sẽ đặt ra một số hạn chế nghiêm ngặt, như Ukraine chỉ được dùng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga và sát biên giới, có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công vào Ukraine. Có thể ông Biden sẽ tiếp tục cấm dùng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga hoặc vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga. Điện Kremlin nhìn nhận các động thái của Tổng thống Biden là leo thang căng thẳng. Để đáp lại sự leo thang đó, Nga mới đây đã tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thư ký NATO với tờ The Economist, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng NATO đang đùa giỡn với ngôn từ quân sự và đang rơi vào tình trạng phấn khích quân sự. Nói về nguy cơ NATO đối đầu trực diện với Nga, ông Peskov cho rằng họ đã ở trong trạng thái đó. Tuy nhiên, giới chức Mỹ bắt đầu ngày càng coi nhẹ các lời cảnh báo từ phía Nga. Họ cho rằng Nga chưa mạo hiểm tấn công vũ khí vận chuyển từ lãnh thổ NATO sang Ukraine và ông Putin vẫn thận trọng tránh xung đột trực tiếp với liên minh quân sự phương Tây này. Thậm chí, cựu quan chức quân sự Mỹ Seth G. Jones còn kết luận rằng lo lắng về việc Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu chiến tranh trên lãnh thổ Nga là điều không cần thiết. Theo ông này, Ukraine có nhu cầu quân sự hợp pháp là làm suy yếu năng lực tác chiến của Nga. Ông Jones có nêu thực tế là nước Anh vẫn chưa bị Nga tấn công, dù vũ khí của Anh đã được Ukraine sử dụng để tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Một tin vui khác tiếp tục đến với Ukraine khi Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen ngày 30 tháng 5 tuyên bố Ukraine sẽ được phép sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Khi được phóng viên hỏi rằng liệu Đan Mạch có cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 do Đan Mạch cung cấp để tấn công vào các mục tiêu ở Nga hay không, ông Rasmussen đáp, câu trả lời ngắn gọn là có. Ngoại trưởng Rasmussen cho hay, đây không phải là một quan điểm mới, nó là một phần của gói viện trợ. Khi thảo luận với Ủy ban Đối ngoại tại Quốc hội Đan Mạch, chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng việc tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga là biện pháp tự vệ của Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ coi việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động có chủ ý của NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Ông nhấn mạnh việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Kyiv sẽ không làm thay đổi tình hình chiến tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moscow sẽ coi các máy bay chiến đấu F-16 do Ukraine vận hành là vũ khí có khả năng hạt nhân. Một loạt quốc gia phương Tây đã thành lập liên minh máy bay chiến đấu do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu để cung cấp cho Kyiv các tiêm kích F-16 cũng như đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ. Đan Mạch đã cam kết chuyển giao 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào mùa hè này. Hôm 28 tháng 5, Bỉ đã đồng ý gửi 30 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, nhưng cũng nêu rõ điều kiện đi kèm. Các tiêm kích F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine sớm nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những chiếc máy bay đầu tiên vào cuối năm nay.
Mọi thứ được đề cập trong thỏa thuận này đều rất rõ ràng. Chúng sẽ được lực lượng phòng vệ Ukraine sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhấn mạnh khi tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bruxelles hôm 28 tháng 5. Điều đó có nghĩa là những chiếc F-16 do Bỉ cung cấp sẽ không được bay vào không phận của Nga.